giới thiệu các thầy cô thì chương trình The One thì người ta kết hợp giữa cái đàn piano truyền thống và áp dụng công nghệ. Do đó cái việc học và dạy đàn piano rất là dễ dàng. Các em có thể đàn rất là nhiều lần trong một buổi nhưng không biết chán. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho cô Thi để cô Thi đứng lớp để mà trải nghiệm lớp học. À, tụi con học xong buổi học này tụi con có thích không? À, cảm giác của các từ như thế nào? Biết vậy thì con đã nói mẹ đăng ký cho con học The One lâu rồi. Hay quá, con có thể tự học và tự rèn ở nhà luôn. Thế nào thì mẹ con cũng sẽ mua cho con một cái đàn The One để cho con tự tập. Con không thèm chơi game nữa. Con sẽ xin mẹ cho con học đàn luôn. Con sẽ bỏ game luôn. Học đàn thích hơn cô. Câu chính xác. Các con sắp tới học viện chúng ta sẽ có một phòng cô sẽ trang trí và học viện chúng ta sẽ đầu tư thật là nhiều những cái piano và cách phương pháp dạy của The One để cho các con được học tại trường luôn, chịu không? À, xin mời cô Thi, lên hướng dẫn cho các em và trải nghiệm lớp học. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, thầy. Cảm ơn thầy. Hay quá. Bây giờ hai thầy chắc cũng ngồi đó luôn đi. Để rồi cô Thi, cứ làm. Dạ. Cô Thi cứ làm. Rồi đi cho cô Thi dạy mình luôn. Thầy Tư này cứ giỡn hoài à. Rồi, bây giờ cô Thi sẽ tiếp tục hướng dẫn các con về cái cách học đàn The One với công nghệ 4.0. Các bạn tập trung nha. Yeah. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái cây đàn của mình. Bây giờ các bạn sẽ nghe theo hướng dẫn của cô Thi nha. Yeah. Và lúc đó các bạn phải theo từng nốt, được chưa? Xuân Si, tại sao con không tập trung? Con không thích học nhạc, con chỉ thích chơi game thôi. Tại sao lại bắt con học nhạc mà không cho con chơi game? Xuân Si, tại sao con lại phản ứng mạnh như vậy? Hả? Âm nhạc học khó lắm đấy. Chơi game cũng giải trí được vậy mà dễ hơn nhiều. Nên con thích chơi game hơn. Quay lại câu chuyện của Xuân Si, nếu như con thích chơi điện tử á, thì thầy không có ép con. Ở ngoài kia á, cũng sẽ có rất là nhiều người giống như con cũng thích chơi điện tử, bởi vì nó rất dễ. Nhưng mà sẽ có một số bạn sẽ làm khác con. Họ sẽ học những kỹ năng khác, chẳng hạn như là họ đọc sách nè. Họ sẽ chơi một môn thể thao nào đó để giữ cho cơ thể mình có thể tốt hơn. Thật sự ở đây thầy Tuyên và tất cả các thầy cô không phải là ép buộc tụi con, chỉ bắt tụi con lo học, không cho tụi con có thời gian giải trí để vui chơi. Nhưng thật ra là các thầy các cô định hướng cho tụi con nên chơi những trò chơi gì để sau này tụi con có thể phát triển được khả năng của mình. Tụi con sẽ là những người có ích cho xã hội, tụi con hiểu không? Chứ không phải là chơi những trò chơi vô bổ như vậy. Ở đây thầy cô không bắt ép các bạn làm những việc các bạn không thích. Tuy nhiên thầy cô sẽ định hướng và hướng dẫn cho tất cả các bạn học những gì giúp cho chúng ta phát triển hơn và thành công hơn trong cuộc sống sau này. Các con có muốn thành công hơn không? Được rồi. Thôi chắc có lẽ chúng ta sẽ dành ít phút giải lao. Các con có thể ra ngoài nghỉ giải lao. Chơi đi con. Hơi căng à. Đi. Cô em. Gì vậy Thi? Nghe cái gì không? Cái gì? Theo tôi. Thì ra là mình khôi, học viện của học viện mình. Nhưng mà tôi nhìn thấy hai hình ảnh này tôi thấy... Thấy sao thầy? Thấy khác quá. Xong rồi. À, hay quá. Tiếp đi. Mấy bạn qua đây chơi game với mình vui lắm nè. Thôi mình không muốn chơi game đâu, mình chỉ muốn chơi đàn á. Vậy thì thôi, không thèm.
mình nói á, người nào muốn thành công thì phải bỏ công rèn luyện. Mình luyện riết cái mình đam mê luôn đó. Hôm mốt mình có một buổi biểu diễn, các bạn nhớ xem nha. Mình sẽ ủng hộ bạn. Mình sẽ ủng hộ bạn. Con muốn học đàn piano. Tại sao? Thầy cô cho con chơi game mà, chứ đâu có bắt ép con học những gì con không thích. Nhưng mà con muốn thành công như các bạn. Muốn thành công phải rèn luyện bản thân, cho nên con không có chơi game nhiều nữa. Con muốn sau này con lớn lên, con sẽ thành một người thành công, kiếm tiền nhiều cho ba mẹ. Con nhất quyết như vậy chứ? Dạ đúng. Con nhất định rồi đúng không? Dạ. Vậy thì xuống nói với các bạn, chuẩn bị lên lớp học tiếp nhé. Dạ.